Lời tiên tri của Roma. Cũng như mọi đêm ngày, thời gian trong nhân thế, thời điểm này đã đến, ta ngồi đây kiết hoa sen, bước ra khỏi nhục thân, về thẳng cả khuôn vũ trụ. Roma ta tự do sung sướng, bỏ lại nhân gian lớp áo da người. Ôi thông thả tuyệt vời, đêm ngao du vũ trụ, thiên nhãn ta quan sát thảm họa ở trần gian. Dịch bệnh cứ lây lan, khắp nơi tiếng kêu khóc, cả tinh cầu ảm đạm. Ôi tội nghiệp chúng sanh! Hỡi Thượng Đế toàn năng, xin từ bi gia hộ cho muôn sinh đau khổ, con cái Ngài lầm than. Trái đất vốn xanh tươi, xin các Ngài gìn giữ, đừng để nó là biển máu đỏ một màu tan thương. Vốn nó đã là màu xanh cả bầu trời và trái đất. Tiếng chim kêu ngọt quá, cây trái nở muôn màu. Đại dương uốn lượn là chiếc khăn màu xanh, khoác lên hương vị đậm đà của Thượng Đế, bao phủ cho chúng sanh vạn vật trên trái đất một sức sống phì nhiêu thật an lành. Đa mang nhân loại bao triệu ức năm rồi, tại sao Ngài phải hủy trái đất, thưa Thượng Đế? Roma là con của Ngài, cũng là con của trái đất. Xin khẩn nguyện Ngài cho trái đất được bình an. Tuy loài người năm châu đều khác màu da, nhưng vẫn chung nụ cười an lạc từ Thượng Đế, cùng hưởng tình yêu dạt dào từ bao la biển cả, cùng hưởng hòa bình từ trái đất xanh thẳm bao dung. Ôi đẹp làm sao mỗi ban mai nắng ấm hồng, trái đất của Thượng Đế lung linh vô cùng an lạc. Roma cầu xin các Ngài hãy giữ bình yên cho trái đất, giữ màu xanh của nó như thuở ban đầu Thượng Đế tạo ra. Khi tham thiền nhập định, Roma thấy trái đất sẽ lâm nguy, chuyện khủng khiếp đang đến gần. Ôi loài người tội nghiệp, làm sao giờ? Loài người ơi, hãy cùng Roma ta cầu nguyện. Xin ơn trên cho nhân loại và trái đất mẹ hiền được bình an. Trái đất hiện giờ đang đi vào thảm họa, chim chóc bay khắp nơi, đó là điềm không lành cho loài người. Còn cát kia đang kêu thảm, Roma đã nuôi bao nhiêu loài cát quý, hôm nay nó than khóc. Ta dùng thiên nhãn quan sát mới biết trái đất sắp diệt vong. Roma ta cầu mong cho trái đất mãi được bình an. Roma ta xin cho trái đất đừng bao giờ bị thiêu hủy, đừng để chúng sanh bị nhuộm máu đỏ khắp biển cả, đừng để năm châu không còn hội ngộ trong yêu thương. Khắp nơi đều điêu đứng, loài người bị chấm dứt tình thương. Hỡi Thượng Đế trên cao, xin Ngài từ bi chiếu sáng,
cho nhân gian được thức tỉnh, không còn vô minh nữa. Cho trái đất trở lại an bình, mềm mại, mạch sống hồi sinh. Rumata xin gửi thông điệp này đến muôn triệu sinh linh. Trái đất đã điểm báo điều không lành từ châu Âu đến châu Mỹ, và châu Á sẽ là nơi cuối cùng trái đất bị rời rụng. Đau khổ quá cho muôn loài, Rumata phải làm sao? Chỉ mong loài người biết hướng về Thượng Đế tối cao. Chỉ cách giải quyết này, trái đất mới không còn giận dữ. Chỉ cách này, mẹ thiên nhiên mới giảm bớt cơn thịnh nộ. Hỡi loài người, hỡi chúng sanh, hãy chung tay góp sức với Ruma. Xin cho trái đất mẹ hiền được sự xoa dịu bởi tình yêu thương. Hỡi Thượng Đế, con Ruma dâng lời khẩn nguyện, xin các ngài từ bi thương xót. Minh Sư Ruma viết lời tiên tri hồi 4 giờ sáng ngày 12 tháng 5 năm 2021 tại thiền đường Campuchia.